Hoàng. Bây giờ là vận động viên Đỗ Thị Thảo cũng đã xuất sắc giành được tấm huy chương vàng ở nội dung 800m và 1500m điền kinh. Và sau SEA Games 2015 thì hai võ sĩ Trương Đình Hoàng cũng như là Đỗ Thị Thảo đã kết hôn. Và trên màn hình của chúng ta là Trương Đình Hoàng, một trong những võ sĩ boxing chuyên nghiệp ít ỏi được công nhận tại Việt Nam. Vận động viên quê Đắk Lắk luôn nhận được rất nhiều sự tán thưởng từ người hâm mộ Việt Nam. Và sau tấm huy chương vàng SEA Games năm 2015 thì Trương Đình Hoàng đã bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Tuy nhiên thì thật may mắn thì SEA Games năm nay diễn ra vào năm 2019, Trương Đình Hoàng đã trở lại. Và như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Trương Đình Hoàng trong trang phục giáp xanh. Trong khi đó thì vận động viên của Philippines Marvin Noben trong trang phục giáp đỏ. Có thể thấy thì chiều cao của Marvin Noben nhỉnh hơn Trương Đình Hoàng. Và điều đó cũng có nghĩa là sải tay của Trương Đình Hoàng cũng sẽ bất lợi hơn so với vận động viên của Philippines. Thật tuyệt vời. Và rồi Trương Đình Hoàng đã có một liên hoàn cước. Và võ sĩ đến từ Philippines đã phải rất khó khăn để đứng dậy. Trận đấu lại tiếp tục. Trương Đình Hoàng đang có thế thượng phong và anh đang tung ra rất nhiều những cú đấm. Marvin có vẻ như đã tối tăm mặt mũi rồi. Và lần thứ hai, Marvin đã phải quỳ xuống sàn đấu. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng trận đấu này, trận đấu mà được coi là trận chung kết ở hạng cân 81kg, trận chung kết sớm. Và đồng hành cùng với chúng tôi hôm nay đó là bình luận viên Nguyễn Đức. Vâng, tại SEA Games lần này thì trận đấu boxing của tay đấm Trương Đình Hoàng của chúng ta sẽ thi đấu 5 hiệp. Vừa rồi là cú chọc trái tương đối chính xác của tay đấm đến từ Philippines. Trương Đình Hoàng vẫn vậy, anh sử dụng rất nhiều những cú vòng trái vòng phải đối với lực của mình để tấn công đối thủ. Tay găng đến từ Philippines có vẻ như vẫn đang sử dụng chiến thuật rất thăm dò. Bình luận viên Nguyễn Đức của chúng tôi đã từng bình luận trận đấu tại Victory 8 vừa rồi diễn ra ở bờ hồ Hoàn Kiếm, nơi mà Trương Đình Hoàng đã mang về chiếc đài WBA Đông Á. Vâng, anh có nói về trận đấu diễn ra tại Đô Hồ thì trận đấu đó Trương Đình Hoàng đã thi đấu 10 hiệp vô cùng xuất sắc trước tay găng đến từ Hàn Quốc và Trương Đình Hoàng chúng ta đã chiếm hoàn toàn ưu thế. Và cuối cùng thì sau những màn chịu đòn, tay găng đến từ Hàn Quốc đã chịu thất bại về mặt điểm số sau khi tiếng chuông của hiệp đấu thứ 10 cất lên. Rất mệt, mặc dù đây mới chỉ là giờ nghỉ sau round đấu tiên mà thôi. Mặc dù đang
chiếm ưu thế và tấn công dồn dập hơn so với tay găng Marvin John Nobel. Tuy nhiên chúng ta cũng đừng quên rằng Nobel chính là đương kim vô địch của SEA Games. Vâng, ở ngay những tình huống đầu tiên của loạt đấu thứ hai thì Nobel đã chủ động tấn công rất nhiều những cú chọc trái để thăm dò và sau đó là những cú vòng phải. Trong hiệp thi đấu đầu tiên thì Trương Đình Hoàng đã khiến cho đối thủ của mình đã phải hai lần ngã xuống sàn đấu, và đó có thể là sẽ là điểm cộng rất lớn cho Trương Đình Hoàng nếu như anh không thể hạ knock out đối thủ này. Tuy nhiên sẽ rất khó để có thể knock out một võ sĩ của Philippines ngay tại võ đài của quốc gia họ. Rõ ràng cùng với bóng rổ thì boxing là một trong những bộ môn rất được yêu thích tại đất nước Philippines. Có một điều cũng rất đáng chú ý từ hai tay găng của chúng ta, đó là trong trận đấu này Trương Đình Hoàng của chúng ta lại mặc màu áo truyền thống của Philippines, còn tay găng đến từ Philippines lại mang trên mình một bộ quá màu đỏ, một màu truyền thống của đất nước chúng ta. Vâng, vẫn là những cú chọc trái và sau đó là một cú vòng phải của Trương Đình Hoàng, một tổ hợp đòn rất quen thuộc của tay găng đến từ Việt Nam. Trương Đình Hoàng có chia sẻ là thi đấu với các võ sĩ của Philippines luôn luôn là khó chịu, bởi vì ngoài việc họ được rèn luyện từ nhỏ cũng như là những miếng đánh rất cụ thể để có thể tham gia thi đấu trong từng hiệp đấu, thì các võ sĩ của Philippines luôn là những người chịu đòn rất giỏi. Vừa rồi là một cú chọc trái rất chính xác của Trương Đình Hoàng. Phong thái thi đấu lắc lư để chủ động né đòn của Trương Đình Hoàng. Và phong thái này dường như đang tác huy tác dụng trước những cú đấm của tay găng Nobel đến từ Philippines. Boxing là một môn võ chỉ xoay quanh 6 đòn đánh, tuy nhiên những tổ hợp đòn là vô cùng đa dạng và biến hóa. Đó chính là cái hấp dẫn của bộ môn này. Anh Đức có cho rằng vận động viên của Philippines có chiều cao nhỉnh hơn so với Trương Đình Hoàng, đây sẽ là lợi thế về sải tay không ạ? Chính xác, với sải tay thì rõ ràng chúng ta thấy được rằng Nobel của Philippines có một đôi chút nhỉnh hơn. Tuy nhiên thì chúng ta hãy cùng nhìn những bước di chuyển rất linh hoạt của Trương Đình Hoàng, thì đã hạn chế rất nhiều được bất lợi của Trương Đình Hoàng về mặt thể hình cũng như sải tay của mình. Hơn tới 7 phân, hơn tới 7cm so với Trương Đình Hoàng thì rõ ràng vận động viên của Philippines sẽ có cú chọc tay cũng có cú ra bóng tay rất chính xác. Và tiếng chuông báo hiệu kết thúc loạt đấu thứ hai đã vang lên. Ở hiệp đấu này thì có vẻ như ưu thế đã có phần nhỉnh hơn dành cho Nobel của Philippines. Sau một hiệp đấu đầu tiên sử dụng rất nhiều những đòn chọc trái để thăm dò, có vẻ như chiến thuật của Nobel đã thay đổi ở hiệp đấu thứ hai này. Mặc dù đây là trận đấu đầu tiên của Trương Đình Hoàng tại SEA Games lần này, trận đấu trong tứ kết, tuy nhiên đây được coi là một trận chung kết sớm của hạng cân mà Trương Đình Hoàng tham gia, bởi vì rõ ràng Trương Đình Hoàng và Marvin John Nobel là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm huy chương vàng ở nội dung boxing. Có một tiếng ồn và trọng tài vẫn chưa can thiệp. Với các võ sĩ thì khi họ ra những đòn tấn công thì nó cũng có mặt trái, đó là khả năng phòng thủ cũng sẽ bị hạn chế đi, cũng như là việc sẽ mất sức nhiều hơn so với những võ sĩ phòng thủ. Chính xác, trong boxing có câu nói rằng sơ hở nhất chính là những lúc chúng ta tấn công, và vừa rồi
tay găng đến từ Philippines đã có một tổ đòn rất chính xác dành cho Trương Đình Hoàng của chúng ta. Trong đó có một tình huống chọc trái, găng của Nobel đã đi trúng đích. Nữ trọng tài vừa nhắc Trương Đình Hoàng phải nghe khẩu lệnh đến từ trọng tài. Tuy nhiên võ sĩ đến từ Philippines cũng luôn né tránh những đòn đấm của Trương Đình Hoàng bằng cách ôm ghi. Trong ít phút vừa qua thì sải tay dài, lợi thế này đã mang về rất nhiều điều cho tay găng Nobel của Philippines. Trương Đình Hoàng vẫn đang cố gắng tìm cách để thực hiện những cú vòng phải. Tuy nhiên thì những cú vòng phải này của tay găng người Việt Nam vẫn chưa mang lại quá nhiều hiệu quả, ít nhất tại hiệp đấu này. Có thể nhận thấy là Trương Đình Hoàng của chúng ta đang có ưu thế nhỉnh hơn. Tuy nhiên thì cũng rất phải dè chừng đối với võ sĩ của Philippines. Có vẻ như thể lực của Trương Đình Hoàng đã ảnh hưởng rất nhiều ở hiệp đấu này. Những cú vòng trái vòng phải của Trương Đình Hoàng không còn quá uy lực. Năm 2018 thì khi tham gia lần đầu tiên với Victorious, Trương Đình Hoàng đã bất ngờ để thua bằng tính điểm đối với vận động viên người Úc. Và sau trận đấu đấy thì Trương Đình Hoàng có chia sẻ là anh đã quá tự tin khi giơ mặt mình để cho vận động viên người Úc tấn công. Và đó chính là điểm trừ của Trương Đình Hoàng. Vận động viên của chúng ta rất mạnh, tuy nhiên lại rất đôi khi lại quá tự tin. Và vừa rồi thì Trương Đình Hoàng đã tung ra liên hợp đòn và có lẽ là sẽ rất nhiều điểm từ những cú đấm chính xác vừa rồi của Trương Đình Hoàng sẽ được ghi từ các ban trọng tài. Chỉ găng đã dơ lên, một phong thái rất tự tin của tay găng Đắk Lắk của Việt Nam. Và như vậy trận đấu đã kết thúc. Và bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi xem Trương Đình Hoàng của chúng ta sẽ ghi tên mình vào vòng đấu bán kết hay không. Hai lần khiến cho Marvin Noble phải ngã xuống sàn đấu. Và đó có thể sẽ là điểm cộng rất lớn cho Trương Đình Hoàng. Và bây giờ cùng chờ đợi điểm đến từ 4 vị trọng tài. Chúng ta cùng chờ đợi xem cánh tay nào sẽ được giơ cao bởi trọng tài điều khiển trận đấu này. Liệu rằng đó có phải là Trương Đình Hoàng của chúng ta? Trương Đình Hoàng rất tự tin. Thực sự tôi đang rất hồi hộp thưa các bạn ạ. Trương Đình Hoàng đã ghi tên mình vào bán kết của môn boxing hạng cân 81kg, một phần thưởng hoàn toàn xứng đáng. Thật tuyệt vời. Trương Đình Hoàng của chúng ta đã là người giành chiến thắng các bạn ạ. Hạng cân 81kg thực sự là một hạng cân mà Trương Đình Hoàng đã phải ép cân để thi đấu. Có một điều này tôi muốn chia sẻ với anh Hiếu, đó chính là việc ở những bộ môn chấm điểm là những có rất nhiều những kết quả rất nhạy cảm mà phần thua thiệt thường đứng về phía đội tuyển nước Việt Nam chúng ta khi thi đấu với đội chủ nhà. Và điều đó đã làm tôi suy nghĩ trước khi trọng tài giương cánh tay của Trương Đình Hoàng lên. Nhưng cuối cùng thì đây là một phần thưởng và một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng, và chúng ta phải công nhận điều đó và xin chúc mừng. Trận đấu tiếp theo chúng tôi sẽ gửi tới các bạn hình ảnh trực tiếp đến từ Manila, Philippines để theo dõi trận đấu bán kết của Trương Đình Hoàng. Và hy vọng là Trương Đình Hoàng của chúng ta sẽ tiếp tục giành chiến thắng để bước tới trận đấu chung kết. Rất là hạnh phúc khi mà gặp đối thủ rất là mạnh ở ngay trận đầu tiên. Nói chung là cái nỗ lực tập luyện của em thời gian qua để được đền đáp xứng đáng. Liệu phải là cú đấm con đầu tiên mà khiến đối thủ trong váng là tiếp tục sức mạnh của Hoàng hay không?
tụi em cũng đã chuẩn bị rất kỹ để cho trận đấu này, nên là có đấu pháp của huấn luyện viên chỉ ra. Thì đối thủ với cái đoàn đó thì cũng làm ảnh hưởng tới cái thể lực của cậu ta rất nhiều. Sau 4 năm chạy SEA Games mà lại chốt hạng cân 81kg, có khó khăn gì không Hoàng? Thật sự thì nó khó khăn thì vì là quá lâu em không có thi đấu nghiệp dư trong nước 4 năm. Nên là em thời gian làm quen của em lại cũng rất ngắn. Nhưng mà cũng được sự giúp đỡ của ban huấn luyện với mọi người tạo điều kiện cho em. Huấn luyện viên chủ nhà đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu huy chương vàng, sau chiến thắng người Đình Hoàng có tin là sẽ là cái mục tiêu cao nhất không? Thì đấy là cái động lực để em cố gắng hơn. Cái môn thể thao này là không có nói trước được điều gì hết. Em cứ cố gắng từng chặng để mang huy chương vàng về cho Việt Nam. Đối thủ là một vận động viên nước chủ nhà nhưng mà thi đấu thường xuyên ở hạng cân 81. Em năm nay thi đấu hạng cân 81 thì em có gặp phải áp lực gì không? Thực sự thì cái áp lực thì tại vì em cũng biết cái đối thủ nó rất rõ, tại vì em thường xuyên theo dõi cậu ta. Nhưng mà đó là cái động lực để em cố gắng tập luyện. Lúc nào trong đầu là phải tìm mọi cách để chiến thắng. Đó là cũng là cái đối thủ mạnh nhưng mà cũng là giúp cho mình cố gắng nhiều hơn. Cảm ơn Hoàng nhé. Cảm ơn. Bài khai của Hoàng ơi. Được rồi em ơi. Và như vậy buổi live stream của chúng tôi của web thể thao.vn ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Và xin cảm ơn nhãn hàng Super Sport Việt Nam đã đồng hành cùng với web thể thao.vn trong chiến dịch SEA Games năm nay. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong ngày thi đấu tiếp theo vào ngày 6 tháng. Vừa rồi thì chúng ta đã chứng kiến một trận đấu rất hay của Trương Đình Hoàng với chức vận động viên chủ nhà. Thực sự là đây là một trận đấu rất là khó khăn và hầu hết là mọi người đều nghĩ là đây là một trận đấu cực kỳ khó khăn cho Trương Đình Hoàng. Nhưng ngay từ đầu trận là Trương Đình Hoàng đã có một cú đấm knock out với khiến đội viên chủ nhà choáng váng và trọng tài đã phải đếm. Đó chính là động lực để Trương Đình Hoàng thi đấu tốt hơn vào trận đấu này. Và thực sự là tất cả cá nhân tôi đây và cổ động viên Việt Nam, tất cả những người ở đây hay là ở Việt Nam đều thực sự sung sướng và hạnh phúc với cái chiến thắng này của Trương Đình Hoàng. Và chúng ta nghĩ đều hy vọng rằng Trương Đình Hoàng sẽ làm tốt hơn nữa và có thể là hướng tới ngôi vị cao nhất cho hạng cân 81kg năm nay. Web thể thao sản xuất trực tiếp từ nhà thi đấu Peak Forum ở Philippines. Xin chào tất cả các bạn. Vâng, vừa rồi là phóng viên Dương Ngọc Quỳnh của web thể thao.vn tường thuật trực tiếp từ Manila, Philippines. Và hãy đồng hành cùng với web thể thao.vn.